Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game What's the Hand và mình là Thanh NC đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ với giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu nào. Thì chúng ta đang đến cửa số 22 rồi đây. Và chúng ta xem được cái hòm gì không. Mình nhớ là mình có một cái hòm màu vàng. Và không biết trong ngày nó sẽ có cái gì đây. Chúng ta sẽ mở luôn nha. Open nào, xem ra cái gì đây. 74 coin. Tiếp theo là một grandpa. Mình có cần thằng này đâu. Trời ơi. Yellow Jesse. Con mới à? Con mới đây. Cái lightning này ngon. Và ok, được một lá bài rare. Nhân 3. Epic, ok, được rồi. Cái con này mình đang cần đây. Cũng bình thường, thật ra thì cũng không được nhiều thứ cho lắm. Chúng ta sẽ unlock cái hòm này tiếp theo này. Và mình có một con mới ở đây. Đầu tiên đó chính là cái con này. Con này là một kiếm sĩ cầm thanh kiếm gỗ. Nó thì nó sẽ chuyên trị cái bọn Horde Slayer. Con này đánh cận chiến. Nó thì là máu là sẽ là 400, attack là 96. Và nó sẽ cần bao nhiêu? Nó sẽ cần 7. Ui, đắt quá. Thật sự con này đắt quá anh em ạ. 7 thì mình chắc là mình không dùng con này đâu nhỉ. Để xem nào, có nên dùng không. Từ từ mình sẽ có mấy con mới đây. Con này con gì đây? Con này là con cái bình thuốc hóa học đây. Cái con tanker của tộc người lùn đây. Máu nó tầm khoảng 175 thôi. Attack thì quá yếu. Nhưng mà nó có cái kỹ năng đặc biệt này. Đấy. Ok. Rồi mình sẽ nâng cấp cái lightning lên trước đã. Level up. Rồi lightning sẽ tăng đam. Và tăng cái khoảng, cái phạm vi thi chuyển. Nâng lên tiếp này. Rồi ok. Rồi tiếp theo ta sẽ nâng được cái thằng này lên này. Cái này bắn xa. Để mình xem nào. Cái con này ví dụ là nó sẽ có 1000 máu và sức tấn công là 20. Có thể mình sẽ thay cái thằng này vào nhỉ. Nâng cấp lên cái. Ta sẽ nâng cấp lên cấp 2, level 2. Heal 406 và nó chuyên trị bọn orc. Rồi, cho này vào luôn. Thay cho cái con này. Ok, có thể mình nên thay cái con này đi. Con này rất là cùi bắp này. Ok, chúng ta có thể thay con khác không? Mình sẽ thử luôn con mới đi. Con này cần nâng cấp level cho nó. Lên level 2. Nó cũng là một tanker đấy. Và con này thì nên đi sau cái bọn kia. Nó ném ra những cái bình này. Ok. Có thể random effect kill hero này. Có thể đánh bại luôn một hero à? Cũng được. Nhìn chung là cũng ổn. Và chúng ta sẽ sang cửa 22. Đối đầu với ui, tộc Horde này, chiến binh Orc này. Orc the Doomer. Cái gì đây? Cái gì đây? 30% dam again with small hero. Ok, đối với cái hero loại nhỏ đúng không? Mẹ. Thế làm sao đây? Chiến thôi, chẳng phải xoắn. Fighting, let's go. Chúng ta là một cười người triệu hồi. Lên, lên nào. Thằng tăng cơ kìa, thằng tăng cơ của nó. Yes, Horde kìa. Man, lên nào. Chuyên là kill ui, đập phát chết luôn. Mẹ. Khỏe thế. Này này. Orc mình sẽ đứng sau bọn này. Ái chà, ui. Thằng này ấy quá. Này này, chém này. Pháp sư đâu? Đánh nó. Ui chà. Thằng sắp chết rồi. Không 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 không. Chém nó phát. Được rồi. Ôi khét. Đây mình sẽ chọn thằng tăng xem nào. Đây. Tăng nó sẽ có một cái số chiêu nhất định nhỉ. Tăng máu à. Man thì anh thế. Chạy nhờ. Nổ luôn. Wow. Kill mấy con hero này. Cũng có vẻ được. Đấy thấy chưa. Nhưng máu hơi yếu. Bắn nó. Giật xét. Giật xét này. Ui. Không chết ta. Bây giờ mình chết được. Cái thằng này có khả năng là kill hero. Nó bút cái gì tăng máu cho người nó thì phải. Mình cũng chẳng hiểu được cái gì luôn. Cái lightning. Cửa 23 này. Chúng ta sang cửa 23 thôi. Trận này thì gặp toàn orc là orc thôi. Cái thằng kill slayer này rất là quan trọng. Nhưng mà thật ra thì Cái con này nó đập cho cái thì cái thằng slayer kia chết luôn. Đấy, hai hàng tăng. Orc trước, slayer thì tía để sau. Chúng ta cần phải chọn chiến thuật. Oh man. Ok, let's go baby. Thằng orc yếu nhỉ. Mình đập phát nó chết luôn rồi. Lightning.
Lightning này. Rồi. Lên, tăng máu lên. Kill Slayer. Ôi man. Ném. Ném ấy. Ôi, sợ cái gì đấy? Đấy hiểu luôn. Rồi, chúng ta sẽ lên làm gì? Lên làm gì? Lên làm gì? Rơi cả cái bình thuốc hóa học luôn. Mày nhờn này, cái thằng này yếu quá. Cái tác dụng của nó thật ra thì nó sẽ tạo random ra cái loại thuốc hóa học ấy, tùy từng cái. Nhờn này đam to đấy. Đây rồi, thêm tăng cơ. Chết đi em. Tiến lên. Bổ nó. Bổ nó. Ok. Rồi. Chết rồi. Victory nhìn mặt mấy cái bọn kia nó ngu quá. Hiện tại thì mình chưa kiếm được lá bài nào có vẻ hợp lý hơn, nên mình sẽ chơi tạm cái lá bài này trước. Tại vì nó có 5 điểm thôi, nó khá là ổn. Rồi, trận này ta sẽ đánh đâu với một con mới à? Con gì đây? Ui, cấp 2 này, nó có một số kỹ năng. À, cấp 2 thôi cũng chẳng có gì. Một con Mona. Ui, nó có một cái siêu tăng Horder 3600 máu. Vãi thật. Nó sẽ chắn toàn bộ gọi như kiểu là bắn đòn bắn xa ấy. Phép thuật này hoặc là cung tên hoặc là các kiểu đây. Với nó một cái có cái chúng ta sẽ dù thằng này để đánh bại thằng kia. Tiến lên. Thằng này mình lên lâu lên bây giờ quá. Man. Nó chặn được cái đòn kia nhá. Đây rồi. Slayer Orc. Man. Từ từ nhá. Chúng ta cần phải dùng xét giật. Xét giật đúng rồi. Hay lắm. Tiến lên. Thằng này chuyên kill bọn Orc đây. Let's go. Chém nó. Còn Orc này mình sẽ cộng thêm 3% đam. Chém phát chết luôn. Ôi, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Thôi rồi. Nó tỉnh táo phết đấy. Đỡ đòn này hả? Đỡ đòn được không? Lên. Thằng kiếm gỗ nhìn trông khá là tù. Khá là tù ấy. Mày nhờn vào đây. Thêm một thằng tăng cơ này. Thằng tăng cơ nó trâu quá anh em ạ. Tăng cơ trâu này. Rồi. Đừng. Pháp sư đằng sau nữa. Nó hết phép rồi. Còn đâu có phép nữa. Đây rồi. Thằng này chạy thì mắc nhanh luôn. Tăng tốc độ di chuyển thế nào này. Có cái gì băng băng dưới chân này. Vào đây. Thêm thằng bắn này. Chết luôn rồi. Thằng này đến nơi thì chết luôn. Victory. XP là gì ở đây? Angela này. Angela. Ok, nó sẽ sang cửa 25. Cửa này sẽ gặp Matrix. Phải thật. Cửa này thì Class of Spell. Nó là thuộc faction là tộc người lùn. Attack là 462, Arena 1.5. Man. Ok, let's go. Lên nào. Những con ít máu sẽ bốc hơi rất là nhanh. Vào đây. Ok, thải bắn phát chết luôn. Đập phát chết luôn. Một bộ chết luôn. Ai chà. Khỏe đấy. Rồi. Không. Chúng ta dùng thằng này, nó dù sao nó cũng nhiều máu hơn một chút. Nào, mình sẽ cần thêm. Ôi, lửa. Phải giật thôi. Có vẻ bắt đầu khó đấy. Có vẻ bắt đầu khó lên rồi. Nào. Mày vào đây. Đây rồi. Mình hết tăng rồi. Mình đang hết tăng rồi nhá. Ok, let's go. Rồi ôi. Tăng cơ, tiến lên. Ôi trời. Bắn nó đi, đúng rồi, hay lắm. Vào đây thử xem. Thêm thằng Orc này. Mấy cái thằng nông dân này. Thêm bắn này. Đúng rồi. Team nó thua rồi. Không thể nào mà đỡ được với team mình rồi. Vụ máu miếc gì kia. Nó chịu thua luôn à? Một phát này, một bổ. Ném cái quả kia xuống. Giật xét. Quét. Cái quả lửa này nguy hiểm thế nhở. Đỡ đi. Gì vào đây hài vậy. Thêm coin, thêm XP. Và thêm cái thằng này. Vẫn chưa được thẻ tướng mới nhở. Từ bây giờ mình chỉ được bằng này thẻ thôi.
cái gì đây ta? Ok, cái này là cái quảng cáo ạ. À, từ từ nha. Rồi, okay, ta sẽ đợi xem hết cái quảng cáo vậy. Tất nhiên hiện quảng cáo vậy. Sao? Ok, chúng ta đã next sang cái quảng cáo nào rồi? Mình ấn nhầm vào cái phần nào rồi? Play. Đây. Facebook ạ. Tại sao đang chơi mà tiếng họ có hiện quảng cáo là sao ta? Không tắt được cơ. Reading này. À, chúng ta thấy được cái hòm đúng không? Style đây đấu với người chơi thật đúng không? Mình có thể nâng cấp thằng này lên này, nhưng mà thằng này nó khá là yếu. Vấn đề là như thế. Rồi mình có xem chiến thuật khác không? Vấn đề mình có xem có thể chiến thuật nào khác không? Đấu với thằng này thì nó sẽ có cột lửa đúng không? Mình sẽ bỏ thằng này ra và mình sẽ cho thằng nào mà trâu bò nhất vào. Angela đâu? Angela đây. Team mình toàn thằng trâu. Có mỗi con bán xa thôi. Thế thôi. Không cần nhiều. Chúng ta sẽ không cần quá nhiều. 26 nào. Cố đánh cửa 30 này anh em. Fighting. Vào luôn. Nó ấn nhanh đấy. Mình còn chưa kịp làm gì cơ. Tăng cơ à? Bắn cho nát người luôn. Bam bam. Bam bam. Rồi thằng sau nha. Giờ xét đằng sau nha. Lửa kìa. Lửa kìa, chết luôn. Man. Ai khỏe hơn? Ai khỏe hơn? Ai khỏe hơn ai? Angela đã chết nhưng không sao, nó bị slow. Tiến lên. Đây này. Bây giờ là đến lượt anh bắn thế này. Mất tăng cơ. Quest thêm tăng cơ này. Trời này, chết luôn cả cái con kia. Hay lắm. Tiến lên. Thêm thằng bắn này, hai thằng tăng cơ. Thế này thì đỡ thế nào được. Chúng ta tiến vào quá sâu luôn. Một bổ. Hai thằng này nó bổ cái búa tạ vào người cho gì. Summon đi. Summon thêm xe văn nữa xem nào. Này này, thua rồi. Thế này thua rồi. Thằng này có cầu đá, cầu cái quả đạn này khỏe quá. Thêm coin, thêm XP. Cái thằng này thì mình không dùng. Thằng này thì mình cũng không dùng. Trong chiến thuật mình thì mình không dùng mấy thằng đấy. Ở đây ta sẽ không có con gì mới cả. Cấp 3, mình cấp 4 rồi. Chúng ta sẽ cố gắng lên cửa 30 nhé. Và được thêm một cái hòm kia kìa. Ôi, ấn nhanh thế. Nó có phép ấy thì phải. Mình chưa có cái loại phép kia. Rồi, mình có thể đỡ đòn được tốt mà. Reset. Con này yếu máu kinh khủng luôn. Tăng cơ, tôi cần tăng cơ. Thêm tăng cơ nữa. Rồi, cái con đằng sau kia nó đánh kìa. Thấm phết đấy. Nào. Bây giờ, pháp sư đây. Bắn nó, mình sẽ bắn qua cái lớp bảo vệ này. Ok, let's go. 7 con này. Tiến lên. Ôi, chết thằng con đấy rồi. Chết con mụ béo rồi. Tiến lên. Thêm tăng cơ. Man, tìm này thì đỡ thế quái nào được. Tấn công liên tục. Toàn thằng trâu bò. Cực kỳ trâu bò rồi cái team này. Ok, cần thêm hỏa lực không? Hấp diêm. Cái con người máy nó vừa mới ra cái đập nó nát máy luôn. Ok, thêm này này. Con Puzi, mình có cần con Puzi đâu. Còn 3 cửa nữa, ta sẽ vượt qua được cái này. Rồi, sắp tới sẽ được thêm một cái hòm vàng ở cửa số 30 đây. Hoarder. Ok, nó sẽ chơi nốt cái phần này cái. Tất cả là bao nhiêu cửa cả? Cái này chắc là nhiều cửa lắm. Fighting, tiến lên. Nó sẽ là loading đây. Lên. Lên nào, the set ạ. Nó có Angela. Angela mình không quan tâm lắm. Mình cần dam. Cái điều khác biệt của mình là hai con này mình triệu hồi ra hai con này luôn. Let's go baby. Một cái này. Ai chà. Thôi mình không cần. Mình đang cần triệu hồi pháp sư ra, đúng rồi. Cứ thế này mà triển thôi. Thôi không cần. Angela. Chết con này thì con kia lên.
ra set. Trời ơi, cái bán kính nó gọi mắc rộng. Mình sẽ cần thêm 7 điểm để gọi thêm một thằng nữa ra. Lên. Thằng này di chuyển hơi lù lù tí nhưng mà nó rất là quan trọng đối với mình. Thằng bố tạ này, nó đỡ đòn rất là nhiều. Pháp sư này. Đấy, pháp sư bắn từ xa được. Úi xồi, cứ khẩu khẩu như kiểu cầu đá ấy. Thì chịu thế nào được. Thêm quân này em. Đỡ đi, đỡ đi này. Đỡ này, đỡ này. Nghe nó kêu ấy khổ ấy. À, lại đến vẫn thêm cái con kia thôi. Cửa mình hoàn thành xong cái quest ở đây vậy. À, có con bắn xa nhá. Con này nó sẽ có giá trị là 8. Mình sẽ cần đợi set để giật con đấy. Mục tiêu vẫn là thế thôi. Harder, harder, harder. Vẫn là thế rồi nhở. Lên. Nó vẫn chưa thể biết được cái sức mạnh kinh khủng nào của team này. Quét. Nổ luôn à? Nó đen thế. Con này vừa ra cái tự nổ luôn kìa. Này. Cái gì vậy ta? Sao ra cái chết luôn vậy? Đánh đấm cái gì? Đen. Đen đuổi vồn. Cái con súng của nó chết rồi nha. Tiến lên. Kìa 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 kìa. Nó cho nổ. Mình thấy con này yếu vãi luôn. Có khỏe gì đâu. Giờ con người lùn này rất là yếu nha. Con tăng của người lùn rất là yếu. Hay là mình chưa biết cách dùng. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy rằng team nó đang chết như ngả dạ đây. Nó rơi cả cái bình hóa học bây giờ. Ok, let's go, lên. Này này. Nổ này. Cái bình hóa học đúng là sai lầm rồi em. Quá ít máu để trụ lại được cái team tăng cơ. Rồi, thêm lá bài nâng cấp. Sao tôi toàn được lá bài cùi bắp vậy? Đây là cửa số 30 nha. Cửa số 30 thì 76 vẫn thế thôi, cấp 4, không có gì cả. Một cái hòm xịn trong này. Lên. Nó vẫn là chiến thuật giống mình là con này đầu tiên. Nhưng mà cái điều đặc biệt là mình sẽ cho con này đam to này, máu khá ổn. Có thằng tăng cơ phía trước. Cực kỳ ổn luôn. Ok, let's go baby. Nó làm gì đấy, nó làm gì đấy? Nó ném vào cái học kia, nổ lan slow ạ. Slow team rồi. Hơi chết tôi rồi. Khỏe thế. Quét quét không được, không được, không được, không được. Slayer lên. Mình đang bị ép vào trong góc này. Tiến lên nào. Khó chịu chưa kìa. Khó chịu chưa kìa. Tăng cơ đâu. Lên. Trời ơi. Team tôi đang bị ép sát quá này. Mẹ. Đây rồi, rồi. Đợi nó đến. Ôi. Chết luôn à. Ôi thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi, tăng cơ đâu. Slow rồi, slow rồi. Đây này, đây này, đây sau kia. Đấy, cái con này nó bắn đằng sau này, thảo nào chết liên tục. Không thể nào để giành được một cái bất kỳ có cái gì luôn. Tôi chơi rồi, rồi. Đại rồi, khỏe quá. Nó ghê phết anh em ạ. Đây này, mấy con nó bắn. Thôi rồi. Trận thua đầu tiên trong cái game này. Ê, quét quét. Quét. Nổ. Thua rồi, thật sự là thua thật đấy. Ôi trời, team nát rồi. Ok. Continue. Không phải đơn giản nha. Đấy, đấy không phải đơn giản rồi. À, mình có thêm phép thuật không? Chúng ta có thêm phép thuật không? Đó, không có phép thuật mới rồi. Và đây là chưa có phép thuật mới trong này. Cực kỳ là khó chịu. Con này cũng cực kỳ là khó chịu nha. Ai bảo nó yếu nào. Khỏe phết đấy. À, con này thì mình nên thay bằng con gì nhỉ? Con Slayer này thì nó hơi ấy này. Rồi có thể thay con này đi. Con này hay con Angela nhỉ? Angela thì mất có 6 thôi. Bài thằng này đi. Và đã cần phải đổi lại chiến thuật một chút. Rồi ok, ta để dành cái kia vào để chiến đấu phát cuối. Nó không có cái giật set đâu. Đánh thoải mái, tẹt bô luôn. Thì lên. Nó vẫn dùng cái chiến thuật đấy nha. Mình sẽ để set để giật mấy con súng đằng sau. Ok. Ok, let's go. Lên. Ta cần xem bình này. Nào này.
nó bị slow rồi, team nó bị slow. Ái chà. Này này, tao biết mày mà, tao biết mày rồi. Này này, cái con bắn súng thì nó đã chết rồi. Thằng người lùn lên. Hai người lùn luôn. Lên này, nổ này, Angela lên. Rồi người lùn. Thằng Ock bị đâu rồi? Thằng Ock. Ok. Lên. Tăng cơ. Thì nó khỏe phết đấy, chẳng đùa được. Pháp sư này, bắn lên. Rồi. Mẹ, quét. Vào đây. Từ từ nha. Rồi, mình cần thêm Angela này để đỡ đòn. Thằng kia bắn thấm thế nhở. Đây rồi. Tao biết mà. Tao biết mày hãy dùng cái đấy mà. Trận chiến ác liệt. Chiến ác liệt quá. Pháp sư này. Bắn nó đi. Thôi chết Ork rồi. Mình sẽ cần thêm Ork. Mình sẽ cần phải cần thêm Ork. Cần thêm Ork này. Bắn nó, đập nó hay lắm. Thêm người lùn. Chết thằng Ork kìa. Rồi. Mẹ. Nó có thằng bắn súng nguy hiểm quá. Thật sự là nguy hiểm quá. Người lùn lên. Mình sẽ không mua thằng pháp sư kia nữa. Đấy, chết thằng kia rồi. Tốt. Thằng người lùn nguy hiểm phết đấy. Đây này, thằng tăng của người lùn này. Bắn nó đi. Rồi, mình sẽ cần rất là nhiều cái bọn tăng người lùn ấy. Nào, vào đây nè. Chết nè. Xem mày đỡ đi. Đỡ được không? Có đỡ được không? Đấy rồi, nát rồi. Team vẫn nát rồi. Yes. Tuyệt vời. Hay quá. Uầy, người lùn đánh hay phết đấy. Hòm vàng ngay. IP này, cái gì đây? Angela. Thằng này thì mình không cần. Đấy rồi, Ox Doomber. Ngon rồi. Và anh ta sẽ chơi ok. Cái này là cái quảng cáo rồi. Cũng may là không phải là quảng cáo Facebook. Đây, nó sẽ x được. Cái kia không x được cơ. Ok. Rồi, chúng đã sang trận này và mình sẽ quay lại thôi. Chúng ta sẽ đấu ở trong phần là đấu trường Arena này. Chiến đấu nào. Với cái team này thì cực kỳ là mạnh mẽ, cực kỳ là bá rồi. Lên cấp này. Rồi, Angela lên cấp 5. Nó có một lần giật set thôi. Không quá nguy hiểm. Sức mạnh của người lùn như thế nào anh em có thể thấy. Nó bá đạo như thế nào. Mình thay luôn cho cái thằng bắn này cũng được. Ok man. Phải giết thằng trên, thằng sau trước á. Mày này. Chết hết. Bây giờ làm gì? Bây giờ người lùn thôi, người lùn lên thôi. Quét. Nó cái phép thuật của nó gọi là bá đạo. Bắn cung kìa. Đỡ đòn, đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, nổ hết luôn. Nổ này. Cái con kia mày làm gì? Vào đây, vào đây. Hay quá, người lùn nữa là người lùn. Hai là người lùn này. Các cái loại hiệu ứng luôn. Người lùn mới nguy hiểm. Đấy, bọn kia làm cái gì, nó cứ hồi máu, hồi miếc các kiểu kìa. Pháp sư. Nhưng mà lâu chết thế nhở. Toàn hiệu ứng thôi, không có đam. Phải đợi đam thằng này. Slow rồi được. Khó chịu thật. Thật ra khó chịu luôn cái chiều đấy. Ngon. Thêm được cái hòm nữa và mình sẽ chơi một ván nữa đi. Đáng hăng. Nó có cái con Goblin này thôi. Không quá gì là nguy hiểm cả. Lên Angela. Angela thì đứng nguyên đấy nha. Phép sư này. Let's go baby. Vào đấy. Mình cần thằng Ork để nó lấy đam chính nhá. Bán xúc xích kìa, hot dog kìa. Nào. Lên. Đây rồi. Pháp sư. Không cần pháp sư làm gì cả. Lên Angela. Thêm này. Slow rồi. Đùi. Chết luôn cả chùm kìa. Chết chùm luôn. Đừng. Rồi, thêm người lùn.
khỏe quá, mấy anh người lùn này đánh hay vãi. Nhìn bình thường thì nó không khỏe đâu, nhưng mà phải vào trong thực chiến ấy. Đấy, thấy chưa, hồi máu các kiểu cho nhau kìa. Con này không đánh được luôn đấy. Yes. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của What's the Hand. Bye bye.